Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp mau qua, nuối tiếc chi bóng sầu. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi muôn sự đều hão huyền, dạ chặt và đào điên, một điều vững bền thiên thu, đức kinh yêu Chúa trời. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Mau quay về cùng Chúa trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tôi lối nguyện lùi xa, Chúa sẽ thương hài hòa. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về. Ôi trên đời nào ai người lòng không vương tội khiến, dù người chính trực chuẩn chuyên cũng may phen yêu hèn. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về. Ra đi tung cánh trong đời,
dù xa vô bờ vẫn nhớ đến tình mẹ cha. Sống theo tình người con
gia đình con xin chào và cảm ơn tất cả mọi người ở đến đây để tham dự bữa tưởng nhớ một người mẹ và một người bà kính yêu của gia đình chúng con là bà Đoàn Bạch Tích. On behalf of my family, I would like to welcome and thank you everyone here for joining us today in remembering and honoring our beloved mother and grandmother, Thuy Đoàn. Thưa toàn thể các bạn chị em, đây là một thời giờ rất là đặc biệt, không những cho gia đình của ông bà và gia đình của bà Đoàn Thị Tuyết, nhưng mà cũng là cái thời giờ để khi chúng ta cũng có cái cơ hội chúng ta bày tỏ lòng thương mến đối với người bà này. Thưa các bạn chị em, tôi kính mời tất cả chúng ta cùng đứng lên để chúng ta được nghe lời của Chúa trước khi chúng ta bước vào trong cái lễ tưởng niệm cho và là Đức Chúa Trời có mọi sự vỗ về, là đấng sẽ an ủi nâng đỡ chúng ta trong mọi sự đau khổ, để rồi chúng ta cũng có thể an ủi những kẻ khác ở trong sự đau khổ của họ với sự nâng đỡ mà Chúa đã ban cho chúng ta. Thưa các bà chị em, Chúa phán với chúng ta thật là ấm êm. Lời của Chúa được phán ở trong Thi Thiên đoạn thứ 23 nói rằng: Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa xức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Đó là một sự nâng đỡ và sự bảo bọc của Chúa thật là ấm êm. Người con gái Chúa và chúng tôi luôn luôn bày tỏ sự kính trọng đối với Chúa trước hết, là chúng tôi dâng bất cứ những điều nào chúng tôi làm qua cái sự cầu nguyện để xin sự ban phước của Chúa. Chúa trong sự cầu nguyện. Cha rất yêu dấu của chúng con, ngày hôm nay là một thời giờ rất là đặc biệt trước mặt Chúa, trước mặt hội thánh của Ngài cũng như trước mặt tất cả những quan khách khác. Chúng con biết mỗi người có một chương trình Chúa dành cho họ. Và trong chương trình tốt đẹp của Chúa thì Chúa đã rước bà Đoàn Thị Bạch Tuyết về để mà vui thỏa bên Ngài. Đời sống của bà trên mặt đất quả là một cái tấm gương để cho chúng con nhìn, chúng con suy gẫm. Có những ân phước, có những sự dạy dỗ, có những khi Chúa dẫn dắt đời sống của bà, dù khi bà đi qua những cái đỉnh đồi hay là bà đi xuống những cái thung lũng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng con tạ ơn Chúa bởi vì chúng con thấy bàn tay yêu thương, tấm lòng của Chúa luôn luôn đi với bà, chăm sóc bảo vệ từng mỗi một ngày trong đời sống của bà. Cảm ơn Chúa, đời sống này là một đời sống bày tỏ được tình yêu của Chúa, đời sống gương mẫu để chăm lo cho gia đình, thương con, thương cháu và hết sức tận tụy, cũng như là một đời sống chia sẻ, yêu thương, dành cho những cái phước hạnh cũng muốn chia ra cho những người khác. Chúng con cảm ơn Chúa về đời sống tốt đẹp này. Ngày hôm nay chúng con quay quần lại ở đây không phải để khóc than, nhưng mà chúng con quay quần lại để chúng con kinh nghiệm, chúng con chiêm ngưỡng tình yêu của Chúa đã đối đãi với một con cái của Ngài. Chúng con học hỏi những điều tốt đẹp của một con cái Chúa đã trở về với Ngài, để rồi chúng con, những ai đang có những sự thất vọng, những ai đang tìm kiếm một chân lý và tìm bình an trong đời sống, con ước ao rằng Chúa ơi, cho họ thấy rằng một đời sống như lời Kinh Thánh nói rằng thật là phước hạnh cho những người chết là chết ở trong Chúa. Chúng con được Chúa sáng tạo, và trong ngày tháng ở trên đất chúng con lại được Chúa hướng dẫn, bảo vệ, chăm sóc. Và những khi nguy khốn thì Chúa bảo ẩm chúng con nữa. Và đến khi chúng con về già, Chúa cũng không bỏ cho chúng con một mình. Chúa cho chúng con hưởng trọn những ngày phước hạnh trên đất, và Chúa rước chúng con trở về để mà vui thỏa mãi mãi bên Ngài. Một đời sống thật là ý nghĩa, một đời sống thật là phước hạnh. Nguyện xin điều này sẽ đụng chạm tới lòng của những ông bà chị em của con Chúa ơi, để họ thấy được rằng có Đức Chúa Trời ở trong lòng của mình, có được một niềm tin, có được một người cha yêu dấu. Đó là một phước hạnh lớn lao nhất của một đời người. Chúng con cảm ơn Chúa, nguyện xin Chúa hiện diện. Chúng con kính mời Đức Thánh Linh đến ở trong phòng này, và Chúa chủ tọa, Chúa ban phước cho từng tiết mục một để chúng con làm sáng lên Chúa và có một sự vui thỏa, có một sự bình an lan tỏa ra trong lòng mỗi người khi chúng con giữ trong thời giờ này, và chúng con ra về có một niềm vui, có một cái niềm tin ở trong lòng của mình. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con kính dâng tất cả mọi sự trong tay của Chúa với lòng biết ơn, và chúng con đồng lòng hiệp một ý, chúng con cầu nguyện
trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ, kính mời Thánh. Và khi chúng ta hát thì tôi ước ao rằng chúng ta sẽ có sự suy gẫm khi mà chúng ta nhìn vào cái lời của bài hát. Dạ. Ngợi ca Chúa từ ai ban ơn lạ lùng, đời tôi vốn tràn những lệ đắng, tôi đã hư mất bao ngày lầm than trong nơi tôi này mà. Virginia sau hơn một tháng rưỡi chống chọi cùng COVID. Các thành viên trong gia đình và bạn hữu đã thăm viếng, có mặt, an ủi và cầu nguyện cho bà trong phút ra đi. Bà Tuyết sinh ngày 17 tháng 12 năm 1932 tại Bạc Liêu, Việt Nam. Trong gia đình, ông Đoàn Tấn Lợi và bà Phan Thị Chính. Năm 1983, để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai con gái, Đoàn Long và Đoàn Jenny. Bà đã mang các con sang Hoa Kỳ, nơi bà không hề quen biết một ai. Tại đây, bà đã bỏ trọn một cuộc sống chăm sóc hai con và lo toan cho cháu ngoại mình, trong khi các cô này phải bươn chải trong công ăn việc làm. Bà Tuyết là một người phụ nữ mạnh mẽ, vô vị kỷ và luôn chú tâm đến gia đình mà bằng cả cuộc đời mình. Bà luôn tận hiến cho gia đình, không hề mong đợi ai đền đáp. Bà đóng vai trò là mẹ và cha cho hai con gái.
Vừa làm bà gọi, vừa làm ông gọi, cha hai cháu gọi. Làm chị cho các anh chị em còn lại tại quê nhà. Bà Tuyết luôn để những ích lợi của gia đình lên trên ích lợi bản thân. Hy sinh trọn đời cưu mang chăm sóc cho những người thân yêu. Bà cũng thích giúp đỡ cho những ai đang có nhu cầu và luôn kính lễ gia đình làm thế. Bà Tuyết cũng là một cơ đốc nhân tận hiến, luôn chia sẻ lời Chúa cho những người bà gặp gỡ. Đức tin trong Chúa của bà đã dâng đến nhiều phép lạ, bao gồm cứu cược đời của những thành viên trong gia đình. Trước khi về với Chúa, lời chăn chối cuối cùng là bà muốn được sum họp cùng Ngài. Lời bà nói cuối cùng với chúng con là bà muốn về với Chúa. Bà được luyến nhớ, tiếc thương bởi cô con gái đầu Đòn Long, các cháu ngoại Đòn Linda và Đòn David cùng vợ Nguyễn Kiều Vi, ba em trai và một em gái Đòn Văn Úc, Đòn Văn Phước, Đòn Trường Thơ, Đòn Thị Lộc và gia đình ở bên Việt Nam, cháu gái nuôi Trần Thanh Bình và gia đình cô. Người con gái Úc Đòn Jenny đã về với Chúa trước bà. On Wednesday, November 23, 2022, Don T. Bạch Tuyết, 89, joined God in heaven from Inova, Alexandria, Virginia, after fighting a battle against COVID for over a month and a half. Tuyết was visited and comforted by her family member and close friend at the time of her passing. Tuyết Don was born on December 17, 1932 in Bạc Liêu, Vietnam, to her father, Don Tân Lợi, and mother. Mừng Tân Lợi and mother Phan Thị Chính in 1983 to provide a better living for her two daughters, Long Dong and Jenny Don. Tuyết courageously took her daughters and immigrated to the U.S. where she knew no one. In the U.S., Tuyết spent her life taking care of her daughters and grandchildren while her daughters worked. Tuyết was a strong, selfless, and family-oriented woman who throughout her life devoted herself to her family, playing the role of both a mother and a father, both a grandmother and a grandfather to her grandchildren, to a sister, to a sibling in Vietnam. She always placed her family interests above her and spent her entire lifetime making sacrifices and taking care of her loved one without asking for anything in return. She also loved to help those that in need and always encouraged her family to do so. Tuyết was also a devoted Christian and spread the word of God to everyone she met. Her faith in God led to many miracles, including saving the life of her family members. Before her passes, her last word was she wanted to join God. Tuyết would be lovingly remembered by her daughter, Lon Don, grandchildren Linda Don, David Don, and granddaughters-in-law, Vy Nguyen, three youngest brothers and one younger sister, Don Van Úc, Don Van Phước, Don Thuyen Tho, and Don Thi Lộc, and their family in Vietnam, and a goddaughter, Thanh Binh Tran, and her family. Tuyết was predeceased by her younger daughter, Jenny Don. Well, I apologize. I know that in here, not only the Vietnamese speaking people, but then maybe there are some people who only understand English. Okay. So we come not to lament or cry, but then this is the time that we are grateful to God for all His blessing and protection, also His care for Mrs. Don Thi Bạch Tuyết. And then her life is an example, wonderful example for us to see how God treats and cares for His children.
And one of the things that we praise Him, yeah, we show our gratitude to God is by praising. And then I invite all of you, right now, again, please stand up. And this is the song of this hymn, especially the lyric. If you look at the lyric, không có sự ra đi không được thân yêu ở trong gia đình. Nhưng mà chúng ta biết Chúa chăm sóc của chúng ta từ ngày một, và như bà Chúa đã được sum họp với Chúa, và mỗi con người chúng ta, nếu chúng ta tin Chúa thì chúng ta cũng sẽ được rất là phước hạnh. Kẻ trước người sau, trước sau thì chúng ta cũng sẽ sum họp trên thiên đàng, vui vẻ ở bên Chúa. Và một trong những cách để biểu tỏ sự biết ơn Chúa đó là chúng ta ca tụng Ngài, ca tụng về tình yêu của Ngài. Và cái bài thánh ca Niềm Vinh Hiển đó là một bài thánh ca để nói lên một cái nơi hết sức là phước hạnh cho chúng ta thấy Chúa để dành sẵn cho chúng ta một cái nơi mà tất cả mọi người con cái của Chúa sẽ quay quần lại bên vị trí của Chúa như những đứa con thân yêu quay bên cha của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta sẽ hát bài này với một cái nhìn về tương lai của mình, một tương lai rất là ấm cúng. We sing stanza number 1, number 2, and then the music, and then stanza number 3. Miền Vinh Hiển kia rạng rỡ hơn ô vàng, nhờ lòng tin ta trông thấy cánh hiên bình. A lot. She was like a second mother to me. To me, she was the best grandmother anyone could have. She was caring, direct, selfless, funny, loving, overly protective, strong, sharp, and yes, occasionally a little unbearable, but they all stemmed from the unconditional love that she had for me. I remember that I was about 4 or 5 years old when I was admitted to the hospital due to severe stomach pain. The doctors couldn't figure out what was wrong with me, and no medicine worked to help lessen up the pain. The only way for me to feel better was for me to lie on her, pressing my stomach against her. I was definitely not a light child, but my grandmother didn't mind and let me sleep on her all night, every night. For over a month in the hospital, she never left my side. My grandmother was a devoted Christian with a strong faith in God. After a month in the hospital and numerous lab tests that yielded no results, she learned of the National Shrine Grove from a friend and took me there. There she held me and prayed to God, asked him with tears in her eyes to heal me.
After that, I recall taking a sip of holy water, fell asleep, and woke up with my stomach pain gone. And this is just one of the many miracles that God has performed on my family as a result of my grandmother's strong faith in Him. My grandmother was very frugal with herself. She rarely bought new clothes or went out to eat, even if she has a strong craving for something. But she would always put her needs in ahead of her own. She bought us clothes, took us out to eat, sent money back to her family back home. Aside from her family, she was also generous with those in need. When we passed by people on the street asking for money, she would always tell me to pull over so she could help them. Sometimes I ask her, what if they're just scammers? She would just say, Linda, it's okay. Who would want to be on the street asking for money in this cold? If they really need it, it is up to them what they do with the money. All that matters is that we try to help them. God will remember and bless those who help others. My grandmother was very direct and honest. She wasn't afraid to be herself. If she believes that someone is bullying her or her family, she will definitely speak up and confront them on our behalf. Her candidness has also brought many laughs and as well as embarrassing moments, especially for me. I remember when I brought my boyfriend home for the first time, the first thing she asked him was, do you love her? When are you gonna marry her? She told him to take care of me, but do not let me take care of him. As you can see, she did not hesitate in getting her point across that she loved me and only wanted the best for me. My grandmother loved us unconditionally. Even if we unintentionally neglect her due to the demands of daily life, she never blamed us nor stopped loving us. She always loved us, cooked us our favorite food, looked after us, called to make sure we were okay, brought food to us to make sure we eat, and was always happy to see us. Linda, where are you? When are you coming home? Have you eaten yet? For those who hang out with me, you can definitely recognize that these are the questions that my grandmother always asks me every time she calls me every day. Starting from when I entered college over 10 years ago, up until even a couple days before she passed, she still worried and cared for me. At the time, I thought these questions were very annoying and always tell her to stop asking me these questions. But now, I would pay any price to have her here with me and to ask me these questions again and again. Grandma, I love you. I will miss you greatly, and I will always remember all the unconditional love that you had for me. Your caring and effort in raising me to be who I am today. Even up to your last few days, you still cared for me and called me. I look forward to the day when we can meet again so that I can tell you how much I love you and appreciate everything you've done for me. Something that I never had time to tell you when you were here with me. Linda, con đang ở đâu? Linda, con đang làm gì? Khi nào con về? Con ăn chưa? Đối với những người bạn ở đây, họ chắc chắn sẽ biết rằng đây là những câu hỏi mà bà con thường hay gọi điện thoại mỗi ngày và hỏi con. Lúc đó, con nghĩ mấy câu này thật là phiền, tại sao bà có hỏi con hoài vậy? Và không muốn trả lời. Nhưng bây giờ, khi bà đi, con mới hối tiếc và nhớ những câu mà bà ưa nói với con và hỏi con. Con bây giờ sẽ trả bất cứ gì để cho bà ở đây và hỏi con nữa. Đối với con, bà là người bà tốt nhất. Bà rất yêu thương con và quan tâm con. Là một người bà hài hước, yêu thương và đôi khi hơi khó chịu. Nhưng đây chỉ là phát xuất từ tình yêu thương bà đã dành cho con. Con nhớ rằng khoảng 4 hay 5 tuổi con phải vào bệnh viện tại vì bị đau bụng. Các bác sĩ không biết tại sao con bị đau và thuốc nào cũng không hết. Chỉ có cách con nằm úp bụng con trên bụng bà thì là con hết bị đau. Lúc đó con nặng khoảng 50 pound nhưng mà bà không có bận tâm. Bà cho con nằm trên bụng bà tô nguyên tối để con có thể ngủ được. Hơn một tháng trong bệnh viện, bà con luôn ở bên con và không rời xa con. Sau một tháng, khi cuộc kiểm tra không có kết quả, bà biết có chỗ National Shrine Cathedral đã đem con đến đó và cầu nguyện cho con và khóc với Chúa và cầu xin Ngài chữa cho con. Con nhớ sau khi con uống một hớp nước thánh, đi ngủ và thức dậy thì bụng con đã hết đau. Và đây chỉ là một trong nhiều phép lạ mà Chúa đã thực hiện trên gia đình con vì đức tin mạnh mẽ của bà con. Bà rất tiết kiệm với chính mình. Bà hiếm khi mua quần áo mới hoặc đi ra ngoài ăn cho dù bà có nhiều đồ ăn bà thèm.
Nhưng đối với chúng con, bà không có như vậy. Bà mua đồ ăn mới, bà dẫn đi ăn, bà dẫn đi chơi, bà không có tiết kiệm đối với gia đình. Mà đối với người cần giúp, bà cũng thích giúp đỡ người ta. Khi chúng con đi ngang ngoài những thấy người xin tiền trên đường, bà luôn nói ngừng lại đi, giúp cho họ đi. Nhưng cơ lâu thì con hỏi, nếu mà là họ kẻ lừa đảo thì sao? Bà nói, Linda, không sao đâu. Ai mà muốn đứng ở ngoài đường lạnh lẽo mà xin tiền, họ cần thì họ mới làm vậy. Mình cho thì Chúa sẽ ban phước. Bà rất là một người thẳng thắn và trực tiếp. Nếu bà tin rằng ai đó bắt nạt mình hoặc gia đình mình, bà sẽ chắc chắn lên tiếng và đối đầu với họ. Sự thẳng thắn của bà cũng đã mang lại nhiều tiếng cười và những khoảng khắc hơi bị quê. Con nhớ lần đầu tiên đưa bạn trai về nhà, câu đầu tiên mà bà hỏi là có thương Linda không, chừng nào làm đám cưới. Và nhớ là mày phải lo cho Linda chứ đừng có để cho Linda lo cho mày. Như vậy, quý vị có thấy bà rất thương và lo cho con. Bà con yêu gia đình vô điều kiện, dù con phải hy sinh bà hay là không lo chu đáo cho bà cũng không trách và vẫn còn thương yêu con. Bà luôn yêu thương chúng con, nấu cho con chúng con đồ ăn ngon và đem đến bàn, chăm sóc chúng con và gọi điện thoại hỏi thăm. Bà ơi, con thương bà nhiều lắm, con sẽ nhớ bà rất nhiều và sẽ luôn nhớ tất cả tình yêu thương mà bà đã dành cho con, sự quan tâm và nỗ lực của bà trong việc nuôi con đến thành người bây giờ. Thậm chí cho đến những ngày cuối cùng của bà vẫn còn lo cho con và gọi cho con. Con đang chờ đến ngày chúng ta có thể gặp lại và nói cho bà biết là con rất thương bà và con muốn ôm bà và nói rằng con rất yêu bà. Wonderful, usually we can see that it's not easy for a person can leave such a impressionable mark. Thưa các bạn chị em, đó là một cái phần cáo phó, một cái sự báo cáo thật là tuyệt vời về một đời sống một người. Rất là khó một người có thể để lên cái đời sống của những người khác. Ngày hôm nay tôi muốn mời các bạn chị em cùng nghe lời Chúa với tôi một tí xíu. Lời Chúa hồi nãy chúng ta được đọc, lời Chúa ở trong Thi Thiên đoạn thứ 23. Đây là một điều rất là đặc biệt. Chúng ta được sanh ra bởi người Việt Nam, bởi chung đó là ông trời. Và những ca dao tục ngữ gọi là lấy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy cơm lấy gạo tôi lấy nước tôi cày đó để lấy cơm đầy bát cơm này nọ. Chúng ta luôn nhớ ơn ông trời, và dĩ nhiên bởi vì chúng ta thờ kính một ông trời tối cao và đấng tạo ra muôn loài vạn vật, nhưng một điều phước hạnh mà khi ông trời đó đi kiếm chúng ta, và trong cái mùa tháng 12 này đó là cái dịp kỷ niệm cả nhân loại được dịp kỷ niệm trở lại, là cái sự kiện là ông trời đó mà người Cơ Đốc gọi là Đức Chúa Trời đã mặc lấy cái thân xác con người gọi là Chúa Giêsu để mà giáng sinh, giáng thế xuống. Chúng ta cần suy nghĩ một điều mà tác giả của Thi Thiên nói, và ông mô tả thẳng thắn một điều là Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ ông. Tác giả là David, là một vị vua nổi tiếng của dân Do Thái nói riêng, và lịch sử của David đã gây ảnh hưởng làm dân tộc lên lịch sử của văn kinh thế giới, cũng như là gây một cái tầm vóc ảnh hưởng rất là nhiều trên toàn thể mọi dân tộc. Và ông nói rằng Đức Giê-hô-va là đứng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ồ, cảm ơn Chúa. Nhu cầu của con người có ba cái cấp độ. Nhu cầu thấp nhất là nhu cầu về vật chất, cơm ăn áo mặc. Khi đã thỏa đáp được rồi thì chúng ta lên cái nhu cầu kế tiếp, đó là nhu cầu về tinh thần. Khi có đó rồi thì chúng ta lên một cái cấp cao nhất nữa, đó là chúng ta tìm kiếm cái sự thỏa nguyện đầy trọn trong cái tâm linh. Hồ cái các bà kheo vì chính vì như vậy để cho thấy là con người ta vẫn thiếu thốn. Trời tạo dựng nên con người giống như một cái hình cái puzzle, chúng lấy một cái mảnh ra, nó trong một mảnh, cái mảnh đó thì khi chúng ta kiếm lại được mảnh đó, chúng ta ráp trở lại trong cái puzzle cuộc đời của chúng ta, thì cuộc đời chúng ta mới được thỏa nguyện và trọn vẹn. Và vì lý do đó mà xuyên suốt lịch sử của loài người,
thì chúng ta có đủ mọi thứ tôn giáo và người ta cố gắng tìm kiếm một thượng đế. Và như tôi nói, con người bằng cái khả năng có giới hạn đi kiếm thượng đế là đến vô hạn thì rất là khó, nếu không muốn nói là không thể. Và giả chúng ta có cố gắng nào thì chúng ta cũng có thể kiếm sai. Nhưng mà khi ông trời đó, Chúa Trời đi kiếm chúng ta thì đó là một cái phước hạnh lớn lao, và ông trời mặc khải Ngài là ai. Và khi chúng ta biết về ông trời đó thì cảm ơn Chúa, chúng ta được ông trời đã ôm ấp trở lại là những đứa con yêu dấu. Và khi các bà chị em đã có con cháu, chúng ta thấy khi chúng ta biết cái tin là mình mới vừa cấn thai mà thôi thì chúng ta chưa thấy mặt con cháu của mình, và chúng ta đã lo đủ mọi thứ cho nó. Vì sao? Vì chúng ta yêu. Và tưởng tượng như vậy, nhân cái tình yêu đó lên hàng triệu lần, thì Đức Chúa Trời yêu chúng ta còn hơn bao nhiêu lần chúng ta yêu con cháu của mình. Và khi Đức Chúa Trời đó hồng ẩm chúng ta, giữ chúng ta, thì như là tác giả nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ồ, đây là một cái phước hạnh. Và điều này Đức Chúa Trời ban đến cho chúng ta một cách như không. Đứa con của chúng ta nó không cần phải hỏi ba ơi, má ơi, là má có lo cho con được hay không, có tả sữa cho con đầy đủ hay không, có lo cái này lo có gì hay không. Nó không cần hỏi, ngay khi nó còn nằm ở trong bụng chúng ta đã lo cho nó rồi. Và chúng ta make sure như cái lời chứng là bà biết rất là tiết kiệm. Bà không có muốn ăn những thức ăn mặc dù bà rất là thèm, và bà không có muốn xài đồ mới, nhưng mà bà sẵn sàng và tuôn đổ ra để mà cho con, cho cháu. Nó có những bộ đồ mới, nó có những cái thức ăn mà nó muốn ăn, nó thích thú. Ồ, thưa các bà chị em, đi tiếp nữa, sự chăm giữ của Chúa, Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Đây là một cái bức tranh rất là đẹp. Cái đồng cỏ là nơi mà nó sẽ chu cấp cái cỏ cho những cái đàn chiên. Và đây không phải là một cái đồng cỏ héo héo, hay là một cái đồng cỏ cháy vàng, hay là cái đồng cỏ không có cỏ. Thưa các bạn thêm, khi Chúa dẫn chúng ta đi thì Ngài sẽ dẫn chúng ta vào trong cái đồng cỏ xanh tươi. Và hơn thế nữa, Ngài dẫn chúng ta đến mé nước bình tĩnh. Chúng ta vừa được Chúa lo về thức ăn, vừa được Chúa lo về nước. Hình ảnh này rất là đẹp. Và cái dòng nước này không phải là cái dòng nước quanh co, dòng nước có những cái đợt sóng dữ dội, nhưng mà đây là một cái dòng nước bình tĩnh. Khi Chúa nắm bàn tay con cái của Chúa, Chúa dẫn đi, thì Chúa sẽ make sure là con cái của Chúa sẽ hưởng được những cái điều tốt đẹp nhất. Cái đó, lời của Chúa nói rằng Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Chúng ta cố gắng tìm kiếm sống là tốt đẹp, cố gắng xử sự với nhau cho nó tốt đẹp. Nhưng mà thỉnh thoảng bởi cái bản chất kỹ của con người, và tôi không biết ông bà chị em, nhưng mà riêng tôi đôi lúc, dạ, có lẽ nhiều người cũng ngạc nhiên đấy, ông ấy đã là mục sư rồi mà sao ông cũng thừa nhận có những lúc ông cũng biết giận, ông cũng biết. Bởi vì cái bản tính con người chúng ta là bản tính tội lỗi, chúng ta chỉ cố gắng kềm đến một cái lúc nào mà thôi. Sẽ có một cái lúc chúng ta không thể kềm được thì chúng ta sẽ dễ dàng vấp ngã và phạm tội. Nhưng mà lời của Chúa nói rằng Chúa dẫn chúng ta vào trong các lối công bình, không phải bởi vì cái điều mà chúng ta làm được, những cái điều việc tốt chúng ta làm được, nhưng mà vì cớ danh của Ngài. Ô các bà chị em, vì cớ Chúa là Chúa yêu thương, vì cớ danh của Chúa là đấng công chính, cho nên Chúa make sure là con cái của Chúa cũng sẽ đi trong cái đường lối công chính và yêu thương. Lời làm chứng của Linda cho chúng ta thấy không phải bà Tuyết là một cái người mà bà cố gắng, nhưng mà cái tình yêu và cái năng lực của Đức Linh tuôn chảy qua đời sống của bà khiến cho bà có thể sống một cái đời sống bày tỏ được tình yêu của Chúa. Và vì cớ danh của Chúa, cho nên Chúa muốn bảo vệ con cái của Chúa sau khi Chúa đã cho họ hưởng những cái điều tốt hạnh, tốt lành nhất, phước hạnh nhất, thì Chúa cũng sẽ giữ luôn cho cái tư cách của họ, cho cái tâm linh của họ, vì họ là con cái của Ngài, vì cớ danh Ngài. Sau đó nữa thì Chúa dẫn chúng ta đi qua để nhìn thấy cái thực trạng trong đời sống ở dưới đất này, bởi vì chúng ta đang sống ở trên cái trái đất, chúng ta không có sống ở trên mây. Dẫu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cũng sẽ thành công. Nhất là tại Mỹ, những anh em trẻ đã biết, người nào không mất chót tại Mỹ thì người đó không có thật sự sống ở Mỹ. Chúng ta sống ở Mỹ, chúng ta luôn luôn về nhà. Chúng ta sống ở Mỹ, luôn luôn chúng ta có những cái dịp chúng ta phải bị mất chót. Chúng ta có những cái hụt hạt, chúng ta có những cái thất bại. Và trong
Đôi lúc chúng ta cũng sẽ gặp những cái tai nạn hay những cái bệnh hoạn rất là chết người. Đó là những cái trũng, những cái thung lũng đầy nước mắt. Nhưng mà thưa các bạn chị em, tôi muốn nói với các bạn chị em một điều. Lời của Chúa thật là ấm êm. Chúa nói rằng ngay những cái giọt nước mắt của chúng ta, Chúa lấy một cái ve, một cái chai nhỏ và Chúa đựng. Đó là cái symbolic language, một cái ngôn ngữ biểu tượng, để cho biết rằng Chúa nhớ từng một cái giọt nước mắt của con cái của Chúa. Và Chúa không bao giờ quên. Ngài cho phép những cái điều, ngay cả theo định nghĩa con người là những điều xấu nó xảy ra. Nhưng mà cũng chính vì yêu thương, Ngài muốn dạy dỗ bày tỏ cái Ngài là ai. Có một bài thơ là những cái dấu chân trên cát đó, có lẽ một số các ông bà chị em đây đã biết, mặc dù không phải là con cái Chúa. Cái thơ đó ý nó nói rằng một cái người họ nằm mơ, thì trong cái cơn mơ đó họ thấy họ đi với Chúa, song hành đi với Chúa trên một cái bãi cát thật là đẹp. Đó thì một ngày nắng ấm, bầu trời xanh biếc, thì có hai cái bức tường ở trên cát, footprint in the sand đó. Nhưng mà rồi đi, hai người đi với nhau qua những cái ngày tháng, bắt đầu trời vần vũ đen tối, sấm sét này nọ, thì dòm xuống trên bãi cát chỉ còn có một bộ chân. Cái người này đau khổ và mới nói là Chúa, tại sao những cái ngày tươi đẹp thì Chúa đi với con, nhưng mà tại sao những cái ngày sóng gió nổi lên, những ngày đen tối trong cuộc đời của con thì Chúa lại bỏ con? Thì Chúa mới âu yếm dịu dàng mới nói, con hãy nhìn kỹ lại cái vết chân đó trên cát. Vết chân đó là vết chân của ta và không còn vết chân của con nữa, tại vì trong những ngày tháng đó ta đã ẵm con ở trong lòng. Ồ, các bạn chị em, đầu khi tôi đi trong trụng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào. Không phải tại vì tôi giỏi, không phải tại vì tôi anh hùng, không phải tại vì tôi dũng cảm. Họ có một cái cây trượng để mà chống đỡ với súng thú dữ và cái cây gậy đó. Nó có cái móc đằng đầu để những con chiên mà nó đi lạng hoàng, nó ra xa đàn thì họ móc cái cù méo đó, họ móc vô trở lại để giữ nó ở trong cái đàn của mình. Điều đó nói lên rằng Chúa vừa chống chọi với những cái mà gây ảnh hưởng nguy hiểm cho con cái Chúa từ bên ngoài. Và ngay cả Chúa cũng giữ cho những con chiên của Chúa khi nó bị cái sự hấp dẫn hay sự cám dỗ nào đó. Nó bắt đầu nó bị tẻ tách từ từ và nó hướng ra và rất là có hại cho nó. Thì bằng cái cù ngoáo đó Chúa sẽ kéo nó trở lại để nó không có bị lạc mất. Thưa các bạn chị em, Chúa dọn bàn cho tôi trước mặt kẻ thù nghịch tôi. Chúa sức dầu đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Đây là một hình ảnh có những cái chúng ta không muốn một chút xíu nào trong đời sống. Nhưng mà sẽ có những người hãm hại chúng ta, sẽ có những người khiến cho chúng ta phật lòng, sẽ có những cái sự sợ hãi nó đổ ập xuống cuộc đời của chúng ta. Trong những giây phút đó thì chúng ta không cần phải tranh chiến, tại vì lời của Chúa và kinh nghiệm của David cho chúng ta thấy rằng trong những giờ phút như vậy thì Chúa sẽ dọn bàn. Một hình ảnh rất là đẹp. Đó là tất cả những cái vinh dự và tất cả những cái lầu ngon hay là tất cả những cái ích lợi cho mình. Không những Chúa dọn bàn, mình không phải tốn kém thì giờ hay là bằng năng sức riêng để chúng ta làm chuyện đó. Nhưng mà Chúa làm sẵn những chuyện đó mà một cái điều hết sức là đau đớn cho kẻ thù nghịch của chúng ta, thù nghịch của chúng ta. Và Chúa sức dầu, hình ảnh sức dầu là nói lên một điều, đó là một cái ơn phước trong Kinh Thánh thì sự sức dầu chỉ có những thành phần đó là được vua mới được sức dầu, hay là đầy tớ của Chúa, người tiên tri được sức dầu. Và chúng ta thấy cái hình ảnh được sức dầu đó là một cái phước hạnh do chính Chúa bày tỏ ra. Không những sau khi Chúa dọn bàn, Chúa sang làm hết tất cả những cái thù nghịch hay những cái điều hãm hại cuộc đời chúng ta, thì Chúa lại đi sức dầu cho mình. Chúa tôn trọng những con cái của Chúa lên và chén tôi đầy tràn, chén phước hạnh được đổ ra đầy hết. Chúa đã kinh nghiệm được cái tình yêu của Chúa. Và tôi kêu gọi những ai đang tìm kiếm thấy cuộc đời của mình nó đang thiếu một cái gì đó, hay là có một cái sự trống vắng, hay là có một cái sự thất vọng nào đó, thì hãy suy nghĩ kỹ lại cái Psalm 23 này, là cái Thiên 23 này, và chúng ta đọc tới đọc lui để có thể thấm thía được cái tình yêu mà ông trời đã đang muốn dành sẵn cho những tạo vật của Ngài. Quả thật, có nghĩa là thật sự như vậy, trọn đời tôi chứ không phải là một khoảng đời nào đó, những ngày tháng nào đó, rồi sau đó cái sự phước hạnh của Chúa nó chấm dứt. Trọn đời tôi, cả nguyên cuộc đời tôi, từ ngày đầu tiên mà tôi lọt ra khỏi lòng mẹ cho đến ngày tôi trở về với Chúa,
phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Cảm ơn Chúa. Và David, ông kinh nghiệm điều này và ông viết xuống để mà khích lệ, để mà làm chứng, để mà cho những người sau đó để hiểu rằng khi chúng ta có Chúa là chúng ta có tất cả. Và khi chúng ta có Chúa thì trọn cuộc đời của chúng ta, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Và như bà Tuyết đi trước, người đi trước chúng ta, tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Ồ, cảm ơn Chúa. Các bà chị em ơi, chúng ta được sanh ra đời, Chúa nói rằng đang khi Chúa dợt chúng ta trong lòng mẹ của chúng ta thì Chúa đã có chương trình, và chương trình đó là chương trình phước hạnh, không phải để làm hại các ngươi, nhưng mà để làm cho các ngươi được thành công thịnh vượng. Và trong cuộc đời đi thì ta sẽ ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Và rồi chúng ta được, khi chúng ta lìa khỏi đời này, tiếng Việt Nam hay lắm ạ. Chúng ta dùng cái chữ gọi là qua đời hay là lìa khỏi đời, có nghĩa là chúng ta bỏ cái cõi đời này để chúng ta bước qua một cái cõi đời khác. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp mà câu trả lời nhiều người vẫn còn tìm kiếm, chúng ta lìa cái cuộc đời này để bước vào cái thế giới nào? Và khi chúng ta bước vào đó thì cái thế giới đó sẽ như thế nào? Và đó là điều mà nó sự phân biệt, khác biệt giữa hai nhóm người. Một nhóm người đã biết Chúa, đã được trở về với Chúa, là người cha yêu dấu của mình, và người cha đó bồng ẩm chăm sóc mình, trở về với nhà của cha mình. Và họ sung sướng, họ mong mỏi. Và một trong những câu kinh thánh mà các bà cha biết có đi dịp lễ tang của những con cái Chúa đó, thì thường thường được nghe nói rằng phước thay cho những kẻ chết là chết trong Chúa. Là tại vì họ được trở về với cha của họ, họ được trở về nơi an vui, họ được vui thỏa ở bên cha của mình. Câu hỏi còn lại rất là khó. Và tôi tin rằng một số các bà chị em có mặt ở trong phòng này, chúng ta qua đời, nhưng mà rồi để đi đâu? Câu hỏi đó khiến cho người ta sợ sự chết. Tại vì cái lương tâm của họ, không cần bất cứ một tôn giáo nào, họ cũng đã biết. Cái lương tâm của họ nói rằng, nhìn trở lại cái cuộc đời, có đôi lúc họ hổ thẹn về một điều gì đó. Nhìn lại trở lại cuộc đời, họ thấy họ làm những điều ác, những điều bất chính, những điều bất khiết nhiều hơn là những điều thiện lành. Và dù ông trời đó có cái tên như thế nào hay là những cái bộ luật để xét đoán dù bất cứ tôn giáo nào, thì họ cũng đều biết là họ chắc chắn sẽ bị phạt, chứ họ không thể nào mà hưởng được cái ơn của cái ông trời đó. Ồ, các bạn chị em, vì Chúa thấy như vậy cho nên gần 2000 năm về trước, Chúa đã mặc lấy thân xác con người là Giê-xu để mà xuống trần gian và nói rằng các ngươi đừng có cố gắng nữa, tại vì ta thấy cái khả năng của các ngươi, bản chất tội lỗi thì không thể làm được điều tốt, không thể tự cứu mình, mà hãy chạy đến và nhận cái sự tha thứ của ta để phục hồi trở lại cái địa vị là con cái yêu dấu của ta, và tất cả tội lỗi được tha, linh hồn được cứu, và có ta ở cùng các ngươi trong suốt những ngày ở trên đất này. Ồ, các bà chị em, tôi ước ao rằng cái câu kết của Thi Thiên 23 quả thật trọn đời tôi. Các bà chị em hãy để câu đó như một lời khao khát trong tâm hồn. Quả thật trọn đời của tôi, thì tôi ao ước rằng cái phước hạnh và sự thương xót của Giêsu Christ, Chúa Giêsu đó sẽ theo tôi. Và không những tôi hưởng những ngày trời trên đất hiện tại, nhưng mà khi tôi qua đời thì tôi sẽ được ở trong nhà của Đức Giê-hô-va đứng tạo ra tôi cho đến lâu nhà. Tôi ước ao cái sứ điệp này sẽ làm cho con cái của Chúa được thấm lòng vì biết mình sẽ được đi gặp Chúa. Bất cứ chuyện gì xảy ra, mình sẽ trở về với Chúa là một em đến tạo ra mình, và rất là nhiều điều hạnh phúc. Kính Chúa hãy suy nghĩ về điều đó. Và tôi kính mời, nếu những người đang tìm kiếm Chúa muốn có một cái cuộc sống có ý nghĩa, có cái sự bình an, có niềm vui và có chân lý trong đời sống, hãy chạy đến với Chúa Giê-xu. Và điều đó là điều mà Chúa hứa, ai chạy đến với Chúa thì Chúa sẵn sàng nhận kẻ đó để cho được làm con của Chúa yêu dấu. Xin lời của Chúa khích lệ các bà chị em, và cũng như là một cái sự thách thức cho những con bà chị em nào đang tìm kiếm cái sự bình an và chân lý cho đời sống của mình. Một lần nữa con xin thay mặt gia đình con cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây để hiểu tham dự tang lễ của bà con. Con biết hầu hết chúng ta ở đây đều buồn vì sẽ không gặp mặt bà con nữa.
Nhưng như một Ta-se-lo-ni-ca văn đoạn 4 câu 14 trong Kinh Thánh nói, chúng ta biết Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, cho nên vì Ngài, Thượng Đế cũng sẽ khiến những người trong Chúa Giê-xu đã qua đời được sống lại. Như vậy, con thấy chúng ta nên nhớ rằng đây chỉ là một lời tạm biệt tạm thời và biết rằng bà đã đi về với Chúa, nơi không có nước mắt, không có đau đớn, không có bị khổ. Vì khi thời gian thích hợp đến, Chúa sẽ cho mình gặp lại bà. On behalf of my family, I would like to once again thank you everyone for your presence here today to remember my grandmother. I know we are sad that we are no longer able to see her, but as 1 Thessalonians chapter 4, verse 14 in the Bible states, for since we believe that Jesus died and he rise to the life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with him the believers who have died. As such, in addition to knowing that she has gone to a better place with God, where there is no tears, no pain, no suffering, we should also know that there is just a temporary goodbye, and that when the right time comes, God will reunite us. Cảm ơn Chúa, chúng ta đã có thời gian để nghe qua cuộc đời của bà Đoàn Thị Bạch Tuyết. Cảm ơn Chúa, bà đã trở lại với Chúa. Tuy nhiên, trong tình cảm con người, chúng ta luôn luôn biết là gia đình cũng có những cái giây phút xao xuyến và buồn vì không còn được gặp người mẹ, người bà của mình nữa. Xao xuyến, lưu luyến ngay một cái người quen, có một đời sống đẹp, có mối quan hệ rất là tốt với mình. Và chúng ta bày tỏ trong thời giờ này, thì chúng ta sắp sửa có dịp để mà viếng bà lần cuối, chúng ta sẽ lần lượt đi qua. Để mà chúng ta sẽ đi, tôi sẽ xin mời cái hàng dĩ bên đây trước đã từng hàng nối đuôi nhau, chúng ta đi tang lễ ngày hôm nay. Kính mời hội chúng đồng đứng lên. Dạ, dạ xin mời hội chúng đồng đứng. Dạ, tôi xin cầu nguyện. Lạy Cha ơn dấu của chúng con, tạ ơn Chúa vì từ giờ vừa qua, tạ ơn Chúa về một đời sống con cái của Chúa, chúng con được chiêm nghiệm trở lại để chúng con học hỏi. Chúng con cũng có cơ hội để chúng con nghe, cũng như chúng con bày tỏ những cái tình cảm của chúng con đối với tăng quyến. Giờ đây chúng con đã cùng nhau đi rảo qua để một lần cuối chúng con nhìn gương mặt nhân hậu của bà Tuyết, mà cuộc đời của bà cũng để lại những bài học cho chúng con học nữa. Và cuộc đời của bà cũng là một cái tấm gương bày tỏ được phần nào tình yêu của Chúa và chân lý của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa, chúng con biết nơi bà ở hiện tại là một nơi vui thỏa, hạnh phúc gấp ngàn lần so với cuộc sống ở trên đất này. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã cứu bà. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã đi với bà trong suốt cuộc đời của mình. Và giờ đây Chúa đã rước bà và cho phép bà vui vầy ở bên cạnh Chúa, để rồi kinh nghiệm được sự thỏa vui thiên thượng là như thế nào. Chúng con ước ao đời sống của bà. Chúng con ước ao lời của Chúa trong Kinh Thánh tối hôm nay cũng sẽ đụng chạm đến tâm hồn một số những ông bà chị em, để mở đường cho họ, nếu họ đang có những sự khao khát tìm kiếm, có những điều gút mắt ở trong tâm hồn, hay là có những sự trống vắng nào đó, nguyện xin Chúa thăm viếng họ, Chúa an ủi họ, Chúa đến với đời sống của họ và cứu họ, để họ cũng hưởng được những ngày hạnh phúc, những ngày được Chúa bảo vệ chăm sóc trọn đời của mình. Chúng con cảm ơn Chúa một lần nữa, chúng con tạ ơn Chúa về mọi sự và cầu xin Chúa ban sự bình an của Ngài, cầu xin Chúa để sự bình an của Chúa lại trên gia quyến và an ủi mỗi người trong gia quyến, cũng như an ủi những tâm hồn thương nhớ của những ông bà chị em tại đây đối với bà Đoàn Thị Bạch Tuyết. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Dạ xin kính mời hàng ghế bên đây đi trước. Dạ. Chúa.
buồn nhiều nha. Mình buồn nhiều và buồn COVID nha. Con là con của đứa nào? Tìm hiểu biết người
được nhận lành. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí ơn an bình. Ôi thần linh thanh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiên chí. Lạy Chúa.